Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tin choáng váng toàn châu Á. Hôm qua bất ngờ Trung Quốc đánh nhau to với cả Nga và Triều Tiên trên Biển Đông để bảo vệ đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được từ Bộ Quốc phòng của Nga cho biết, hôm qua trên Biển Đông đã xảy ra một cuộc đụng độ rất căng thẳng giữa một bên là phía Trung Quốc và một bên là Liên minh Nga và Triều Tiên, khi quân đội của chính quyền Tổng thống Nga, ông Putin, Liên minh kết hợp bắt tay với cả nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un đánh cho Trung Quốc một trận tơi bời khói lửa, lên bờ xuống ruộng ở ngoài Biển Đông để răn đe chính quyền ông Tập Cận Bình. Ngay tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao Nga và Triều Tiên lại liên minh với nhau để đánh cho Trung Quốc một trận tơi bời khói lửa ở Biển Đông, thì xin thưa với quý vị rằng tất cả đều nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Nguyên nhân ở đây chính là do phía chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra khi trong một cuộc họp kín ở thủ đô Bắc Kinh, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng trong năm 2023, Trung Quốc sẽ lấy lại một phần lãnh thổ của Triều Tiên và Nga, bởi vì trong quá khứ một phần lãnh thổ này là của Bắc Kinh. Theo truyền thông của Moscow cho biết, tình báo của quân đội Nga báo tin về, nghe được tin ông Tập Cận Bình sẽ đem rất nhiều binh lính cùng xe bọc thép, vũ khí hạng nặng, máy bay, tên lửa dẫn đường đi xâm chiếm lãnh thổ của Liên bang Nga cũng như của Triều Tiên. Do vậy mà chính quyền Tổng thống Nga, ông Putin đã gọi điện gấp cho nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong-un ra tay trừng trị Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Tình báo của Nga còn cho biết sắp tới chính quyền ông Putin cùng nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un sẽ kết hợp với nhau để phóng tên lửa phá vỡ con đập Tam Hiệp và quảng trường Thiên An Môn của phía Trung Quốc để răn đe tháo ngang tàn của phía Bắc Kinh. Thưa quý vị, tính tới thời điểm hiện tại thì tất cả chúng ta đều biết rằng con đập Tam Hiệp của Trung Quốc là một trong những cơn đập lớn nhất trên thế giới. Nếu con đập đập vỡ thì 2/3 đất nước của Trung Quốc sẽ ngay lập tức chìm trong bóng tối và toàn bộ 13 tỉnh đồng bằng giàu có nhất của Trung Quốc, bao gồm cả những trung tâm tài chính như Thượng Hải, Hồng Kông, Bắc Kinh và đế chế cờ bạc lớn nhất thế giới là Macau sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông và Biển Hoa Đông. Chính vì vậy, chính quyền ông Tập Cận Bình đã bố trí những tiểu đoàn tinh nhuệ bậc nhất của quân đội Bắc Kinh, phòng thủ dày đặc không chỉ xung quanh con đập mà từ khoảng cách bán kính 100 km. Chính phủ của Trung Quốc đã cho bố trí lắp đặt rất nhiều hệ thống phòng thủ trên cao như radar phát hiện tên lửa và vũ khí đánh chặn. Tất cả các lực lượng tinh nhuệ của Bắc Kinh trên liên tục túc trực 24/24 giờ trước những kẻ thù và những mối đe dọa đến từ bên ngoài. Chính phủ Trung Quốc nói rằng Nga, Triều Tiên, Nhật Bản, Mỹ là những đối thủ mà dám đánh vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc, cho nên họ rất dè chừng đối với cả bốn nước trên. Tình báo của Nga cho biết Trung Quốc cho bảo vệ con đập nghiêm ngặt hơn cả thủ đô Bắc Kinh và quảng trường Thiên An Môn, nơi cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập Cận Bình hàng ngày có những cuộc họp cực kỳ quan trọng ở đây, và đó là một trong những lý do vì sao trong suốt thời gian vừa qua, rất nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha muốn ra tay tấn công đập Tam Hiệp của Trung Quốc, nhưng hiện tại nó vẫn chưa bị đánh sập. Nhưng theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng hôm qua Nga và Triều Tiên đang cho tập kết rất nhiều tên lửa xuyên lục địa, tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân và tên lửa có sức công phá lớn hơn cả quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945 để hòng phá vỡ con đập Tam Hiệp, xóa sổ Trung Quốc. Thưa quý vị, theo một nguồn tin thân cận cho biết, chính quyền Tổng thống Nga, ông Putin và nhà lãnh đạo tối cao tài ba ông Kim Jong-un của Triều Tiên lần này sẽ quyết tâm bắn vỡ con đập Tam Hiệp và quảng trường Thiên An Môn phía Bắc Kinh để trả thù chính quyền ông Tập Cận Bình vì Trung Quốc đang lên kế hoạch đánh chiếm Biển Đông, đánh chiếm Biển Hoa Đông và Biển Hoàng Hải cùng biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, Trung Quốc với Liên bang Nga. Một nguồn tin cực kỳ chính xác cho biết để chặn đứng âm mưu thủ đoạn trên của phía Trung Quốc, hiện quân đội, hải quân, không quân của Nga và Triều Tiên đang liên minh bí mật cho tập kết rất nhiều quả tên lửa hiện đại bậc nhất trên thế giới ở 4 vị trí. Một là ở biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, hai là vùng biên giới giữa Trung Quốc và Liên bang Nga, ba là ở bờ biển Hoàng Hải, nơi thường xuyên xảy ra xung đột giữa hải quân của Trung Quốc và hải quân của Moscow, và bốn là ngoài khơi Biển Đông, nơi mà Nga và Triều Tiên đang cho hạ đặt 15 quả tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân. 15 quả tên lửa này đang được đặt gần một căn cứ quân sự ở gần eo biển Đài Loan. Một mặt Nga và Triều Tiên muốn ra tay bảo vệ Hồng Kông và Đài Loan trước sức ép kinh khủng đến từ phía chính quyền ông Tập Cận Bình. Mặt khác là để tấn công đập Tam Hiệp và quảng trường Thiên An Môn trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Nga và Triều Tiên không muốn mất nhiều thời gian để san phẳng Bắc Kinh. Hai nước đều muốn đánh gọn Trung Quốc trong một khoảng thời gian nhất định để phía Bắc Kinh không kịp trở tay. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc xác nhận rằng hôm qua trên Biển Đông đã xảy ra một cuộc đối đầu đầy căng thẳng giữa một bên là Liên minh Nga và Triều Tiên, một bên chỉ có phía Trung Quốc. Hai bên đã liên tục ăn miếng trả miếng, không bên nào chịu nhường bên nào. Cuối cùng, Nga và Triều Tiên đã cho nã 2 quả tên lửa về phía con tàu sân bay của Bắc Kinh để uy hiếp. Hiện tại,
tình báo quân đội của phía Trung Quốc tiết lộ rằng Triều Tiên và Nga đang sở hữu những quả tên lửa và vũ khí hủy diệt lớn nhất trên thế giới. Họ sẵn sàng san phẳng bất kỳ một nước nào hay bất kỳ ai trong một khoảng thời gian được cho là cực ngắn. Đây chính là lý do mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang rất run sợ. Hiện ông Tập Cận Bình đang cho triệu tập rất nhiều các tướng lĩnh trong quân đội của Bắc Kinh để tiến hành một cuộc họp gấp ở thủ đô Bắc Kinh để đưa ra những phương án, những kế hoạch ngăn chặn Nga và Triều Tiên, bởi vì hai nước trên đang có ý định tấn công con đập Tam Hiệp và quảng trường Thiên An Môn. Thưa quý vị, theo một nguồn tin cực kỳ đáng tin cậy từ phe đối lập, phe chống đối ông Tập Cận Bình cho biết lần này Trung Quốc khó có thể thoát khỏi án tử hình và thần chết, bởi vì ngoài chính quyền Tổng thống Nga, ông Putin với nhà lãnh đạo đầy máu chiến, tuổi trẻ tài cao, ông Kim Jong-un của Triều Tiên thì chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden cũng đang có ý định đứng đằng sau yểm hộ, ra tay giúp sức Triều Tiên và Nga tấn công Trung Quốc. Hiện các nhà quan sát cho biết Trung Quốc đang rất lâm nguy khi cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình đang cho di tản gấp rất nhiều quân đội và 13 tỉnh thành Trung Quốc xung quanh còn đập Tam Hiệp để đi lánh nạn. Các nhà quan sát cho biết nếu như đó là sự thật thì tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như cộng đồng trên toàn thế giới đều nhiệt liệt tán dương, hoan nghênh ủng hộ, hoan hô Nga và Triều Tiên cùng Mỹ ra tay trừ khử Trung Quốc, cô lập Bắc Kinh, trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì chỉ có như vậy, thế giới mới được bình yên. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ trang BBC News của Mỹ cho biết, không chỉ Nga, Triều Tiên và Mỹ muốn trừng trị Trung Quốc đâu mà bây giờ Đài Loan cũng muốn ra tay bắn vỡ con đập Tam Hiệp và muốn dạy cho Trung Quốc một bài học nhớ đời trên Biển Đông. Bởi vì trong một phát biểu mới đây ở thủ đô của Đài Bắc, nữ Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn nói rằng Trung Quốc đang có ý định muốn chiếm đóng Đài Loan trở thành Trung Hoa Đại Lục theo đúng ý nguyện của người đứng đầu Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình, một vị tướng cấp cao trong ngành quân đội của Bắc Kinh vừa lên tiếng sẽ đánh phủ đầu Đài Loan trong một vài ngày tới để thống nhất đất nước này. Hãng BBC News nói rằng Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và đã từng đề nghị hòn đảo này trở về với cả đại lục theo mô hình một quốc gia hai chế độ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo tài ba, bà Thái Anh Văn đã bác bỏ những điều này và tuyên bố Đài Bắc trên thực tế đã là một thực thể độc lập với cái tên gọi chính thức là Trung Hoa Dân Quốc. Còn theo hãng tin CNN của Mỹ cho biết, một vị tướng cấp cao của quân đội Trung Quốc mang tên Lý Tắc Thành hôm qua đã đe dọa sẽ tấn công Đài Loan nếu như không còn cách nào ngăn cản hòn đảo này độc lập. Trong khi đó, Đài Loan đã tuyên bố sẽ mua thêm nhiều tên lửa dẫn đường máy bay F-35, máy bay B-52 cùng tàu chiến để tăng cường cho lực lượng quân đội phòng thủ trước những mối đe dọa nguy hiểm chết người từ phía Bắc Kinh. Hãng tin CNN của Mỹ còn cho biết thêm, vị tướng trên của quân đội Trung Quốc còn đặt vấn đề trong lễ kỷ niệm 15 năm ngày ban hành luật chống ly khai tổ chức ở thủ đô Bắc Kinh. Ông nói rằng nếu không còn khả năng thống nhất, hòa bình ở Đài Bắc, lực lượng vũ trang nhân dân của Trung Quốc cùng các nước, kể cả người dân của Đài Loan sẽ tiến hành mọi hành động cần thiết để đập nát các âm mưu ly khai. Được biết, trước đó đã có rất nhiều vị tướng lĩnh trong quân đội của Trung Quốc lên tiếng rằng sẽ dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan trong một thời gian ngắn nhất. Trước đó thì chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden nói rằng sẽ can thiệp sâu vào lĩnh vực của Đài Loan và Hồng Kông khi Trung Quốc gây ra những sức ép đầy kinh khủng. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo mới đây thì ông Lý Khắc Cường đã trấn an dư luận bằng việc sẽ tiếp tục chính sách thân cận với cả Hồng Kông và Đài Loan. Hiện căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan, Trung Quốc với Hồng Kông, Trung Quốc với Triều Tiên, Trung Quốc với Nga, Trung Quốc với cả Ấn Độ đang rất cao trào. Các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết Trung Quốc nên kiềm chế và hãy tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như là tôn trọng các nước láng giềng, nếu không xung đột căng thẳng sẽ tiếp tục xảy ra trong một thời gian sắp tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Hàng nghìn người bị ảnh hưởng bởi mưa xối xả ở miền Tây Trung Quốc, sấm sét, mưa lớn, mất điện, sóng nhiệt Tây Nam Trung Quốc cuộn vào. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã trải qua thời kỳ nhiệt độ cao kéo dài nhất kể từ khi kỷ lục nhiệt độ bắt đầu vào năm 1961. Kể từ tháng này, các khu vực khác nhau đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao trong 64 ngày liên tiếp. Một số thành phố lớn của Trung Quốc đã ghi nhận những ngày nóng nhất trong lịch sử và Đài quan sát Thiên văn Quốc gia hôm thứ Tư đã mở rộng cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao, mức nghiêm trọng nhất đối với hệ thống báo nhiệt 4 cấp của Trung Quốc. Theo AFP hôm nay đưa tin, hơn 7 triệu người ở Tây Nam Trung Quốc đang phải chịu cảnh mất điện liên tục do đợt nắng nóng gay gắt ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng điện và buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa. Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các quan chức điện lực ở tỉnh Tứ Xuyên rằng do không có mưa, lưu lượng nước ở các con sông chính của Tứ Xuyên đã giảm 20-50%, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất thủy điện. Nhiệt độ ở tỉnh Tứ Xuyên đã vượt quá 41 độ C trong những ngày gần đây, tạo ra nhu cầu cao đối với hệ thống điều hòa không khí bằng điện. Trong khi đó, Tứ Xuyên, nơi phụ thuộc vào 80% điện năng từ các con đập, đã làm cạn kiệt các dòng sông và gần như cạn kiệt các hồ chứa trong khu vực, các nhà chức trách cho biết.
Đại Châu, thành phố có 6,4 triệu dân ở phía đông bắc của tỉnh, đã trải qua tình trạng mất điện liên tục vào hôm thứ Tư. Một công ty điện lực địa phương đưa tin, các báo cáo phương tiện truyền thông trích dẫn Tập đoàn Điện lực Đại Châu nói rằng dự kiến sẽ có sự gián đoạn từ 3 giờ trở lên nếu cần thiết. Theo một thông báo được truyền thông nhà nước đăng tải hôm Chủ nhật, 21 trong số 25 thành phố ở tỉnh Tứ Xuyên đã được lệnh đình chỉ sản xuất công nghiệp cho đến thứ Bảy. Các ngành công nghiệp ở Tứ Xuyên, trong đó có liên doanh với nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota, buộc phải đóng cửa sau khi chính quyền quyết định ưu tiên cung cấp điện cho các khu dân cư. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Trung Quốc, nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới Modern Ambol Technology cũng đã ngừng sản xuất tại Yebin. Tứ Xuyên là một khu vực quan trọng ở Trung Quốc để sản xuất lithium, một kim loại được sử dụng trong pin điện. Các quan chức cho biết hơn 1/3 trạm thời tiết của Trung Quốc đã ghi nhận nhiệt độ khắc nghiệt trong mùa hè này, với 302 trạm trong số đó khớp hoặc vượt các kỷ lục trước đó. Theo các nhà khoa học, hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến các nền kinh tế và xã hội trên toàn thế giới. Còn tại miền Nam Trung Quốc cũng đang trải qua những trận mưa xối xả và thiên tai địa chất. Bộ Tài nguyên nước đã đưa ra cảnh báo thảm họa lũ quét màu đỏ đầu tiên vào năm 2023, chủ yếu liên quan đến vùng Đông Bắc Giang Tây và Tây Chiết Giang. Đồng thời, lũ lụt siêu cấp đã xảy ra ở hơn 60 con sông trong lưu vực sông Châu Giang. Trận lụt lớn nhất trong lịch sử cũng xảy ra ở sông Si, Phúc Kiến và nhiều nơi các tòa nhà bị ngập lụt. Thiểu quan Quảng Đông hôm nay đã ban hành lệnh kiểm soát lũ số 2 cho năm nay. Vào khoảng 6 giờ chiều theo giờ địa phương, mực nước đỉnh lũ sẽ đạt 56,5m ở khu vực đô thị và người dân ở khu vực vùng trũng thấp phải sơ tán khẩn cấp. Một người dân Thiểu quan Quảng Đông khi thấy một người lính cứu hỏa sắp bị lũ cuốn trôi đã hét lớn, kìa, lính cứu hỏa sắp bị cuốn trôi rồi. Mưa xối xả ập đến Thiểu quan, đường phố trong khu đô thị ngập lụt, mực nước dâng cao, ngay cả lính cứu hỏa cũng khó có thể đứng vững, tình hình rất căng thẳng. Mưa lớn đổ xuống huyện Song Si, thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến vào ngày hôm qua. Trận lụt lớn nhất trong lịch sử xảy ra ở vùng biển Song Si. Toàn huyện bị ngập lụt, đường phố và cửa hàng bách hóa ngập trong nước. Một công nhân tại một trạm xăng ở Song Si cho biết lũ lụt hôm qua rất nghiêm trọng. Nhà của một số đồng nghiệp đã bị ngập. Hơn một nửa diện tích toàn huyện Song Si của chúng tôi bị ngập. Tầng 1 của nhiều ngôi nhà bị ngập và nhiều người trong số họ cũng bị lũ cuốn đi. Nước ngập rất sâu và đồng nghiệp của tôi không thể thoát ra được, họ bị mắc kẹt trong nhà. Những chiếc ô tô trong gara bên bờ sông đều bị ngập và tất cả đều bị nhấn chìm trong nước. Cô Giang từ một công ty chuyển phát nhanh ở sông Si nói, nhiều nơi nhà cửa đã bị sập, khu vực thị trấn Hê Đông và Suy Nan này và toàn bộ ngôi làng bên cạnh đã bị ảnh hưởng lớn. Về cơ bản, tầng 1 của các tòa nhà đã bị ngập lụt, đoạn đường hai đầu nước ngập hết rồi, giờ bùn lầy ngập cả đường, ô tô không vào được. Một số cư dân mạng cho biết, trong vòng một tiếng đồng hồ hôm qua, mực nước đã gần chạm đến tầng 2 và đặt nghi vấn là do hồ chứa thượng nguồn xả lũ. Vào sáng ngày thứ Sáu, thành phố Kiến Đầu cũng bị ngập lụt. Một số cư dân mạng cho biết lúc 5 giờ sáng, Kiến Đầu cũng thất thủ. Anh Gông, một người dân ở Kiến Đầu nói rằng ngay cả tháp chống nổi tiếng của địa phương cũng bị ngâm trong nước. Anh Gông nói, lũ đất tràn vào thành phố, 80% các huyện bị nước ngập vào tầng 1, mực nước cao từ 2-3m và nước đã chạm đến tháp chống. Tại Quảng Tây, mực nước sông Tây Giang dâng cao và đã xảy ra lũ quét tại vùng núi, khiến 5 người thiệt mạng. Tại huyện Dương Sóc, Quế Lâm, hàng nghìn giáo viên và học sinh ở 3 trường học bị nước lũ bủa vây do lũ quét. Bộ Tài nguyên nước Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đây đưa ra cảnh báo rằng có thể xảy ra một trận lũ lớn khác ở sông Tây Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang. Thưa quý vị, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc bắt đầu từ đầu tháng này đã kéo dài về phía Bắc trong những ngày gần đây. Mưa xối xả liên tục tấn công phần lớn miền Bắc Trung Quốc vào thứ Tư, với cảnh báo mưa lớn và lũ lụt được ban hành ở Bắc Kinh, Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài và những nơi khác. Hôm thứ Tư, mưa lớn đã gây ngập lụt ở nhiều đường hầm và cầu vượt ở Bắc Kinh. Tất cả các chuyến tàu liên tỉnh Bắc Kinh-Thiên Tân nối Bắc Kinh và Thiên Tân đã ngừng bán vé. Hàng trăm chuyến bay bị hủy tại sân bay thủ đô, hành khách mắc kẹt chờ đợi trong lo lắng. Peng Shihu, một hành khách từ sân bay thủ đô cho biết, chúng tôi đến Bắc Kinh để du lịch. Hôm nay, thời tiết xấu nên tất cả các hành trình đều bị hủy. Vì vậy, chúng tôi đến sân bay sớm và chờ đợi tin tức về chuyến bay. Nhưng hiện chưa có tin tức gì. Một số trẻ tham gia trại hè đã hủy đặt chỗ và một số vẫn đang chờ.
Yang Huixin, nhân viên của một công ty du lịch nói các bậc cha mẹ đang ở nhà và hiện đang rất lo lắng. Họ đã hỏi chúng tôi về việc đổi vé và thời gian hoãn là bao lâu. Các nhà chức trách ở Thiên Tân đã đưa ra cảnh báo màu da cam về lũ lụt nghiêm trọng. Sân bay Bình Hải đã dừng tất cả các chuyến bay kể từ đầu giờ sáng thứ Sáu. Ngoài Bắc Kinh và Thiên Tân, Sơn Tây, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông và những nơi khác cũng trải qua mưa bão lớn. Đây là lượng mưa lớn nhất ở Bắc Trung Quốc trên Hoàng Hoài và những nơi khác kể từ đầu mùa hè năm 2023. Lũ lụt ở Hồ Bắc, Hồ Nam và Trùng Khánh ở phía Nam Trung Quốc vẫn chưa rút. Các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin rằng trận mưa xối xả đã ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người tại 35 thành phố và quận ở Hồ Bắc, đồng thời khiến ít nhất 26 người thiệt mạng. Ở tỉnh Hà Bắc có ít nhất 10 người chết và 34 người mất tích, tuy nhiên con số thương vong thực tế vẫn chưa được điều tra và xác minh. Trung Quốc năm nay đã trải qua nhiều hiện tượng thời tiết bất thường trong tháng này, không chỉ có lượng mưa trên mức trung bình mà còn có mưa đá và rét đậm, thậm chí nhiệt độ xuống thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Tại Nam Bộ, do mưa lớn nhiều ngày liên tục đã gây lũ lớn trên diện rộng, người dân mắc kẹt trong nước lũ đang chờ cứu hộ. Lính cứu hỏa giải cứu trẻ em bị mắc kẹt trong dòng nước lũ từ các mái nhà bằng trực thăng. Vào cuối tháng này, mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở miền Nam Trung Quốc khiến Quảng Đông và Quảng Tây bị ngập lụt. Nhà chức trách cho biết khoảng 1 triệu người đã được sơ tán, nhưng nhiều cư dân vẫn bị mắc kẹt trong nước lũ chờ được giải cứu. Có ít nhất 17 thành phố đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Nạn nhân Wang Dan cho biết, ở một con phố khác có rất nhiều người già đang bị mắc kẹt trong vùng bị ngập lụt và họ không thể rời khỏi nơi này. Cảm ơn trời Phật, chúng tôi đã được giúp đỡ, họ đã cứu trợ và đưa chúng tôi thoát ra khỏi vùng nước lũ. Vào thời điểm này, trong năm Trung Quốc phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng, nhưng năm nay khu vực phía Nam lại đón lượng mưa đáng kinh ngạc, khiến lũ lụt ngày càng mở rộng. Nhà khí tượng học người Wang Weiyu cho biết, đợt không khí lạnh mạnh từ phía Nam đã mang một đợt không khí lạnh đến khu vực này, đã thiết lập nhiệt độ thấp nhất trong nhiều thập kỷ và gây ra mưa lớn và nhiều trận mưa đá ở nhiều nơi. Đối với Trung Quốc, đây là hiện tượng chưa từng có. Ngô Cương, một người dân khác cho biết, lần trước nước lũ dâng cao 0,85m, chúng tôi đã nâng mọi thứ lên độ cao này, hoặc cao hơn một chút, nhưng lần này lũ 2m nên chúng tôi không thể làm gì được. Các nhà chức trách cho biết lượng mưa trong tháng này cao hơn mức trung bình, ở một số khu vực cao hơn gấp tới 6 lần. Các nhà khí tượng học đang dự báo mưa lớn vào tháng tới ở những khu vực đã có lượng mưa trên mức trung bình vào tháng này. Trong tuần qua, mưa lớn tiếp tục đổ xuống miền Nam Trung Quốc, bao gồm Phúc Kiến và Quảng Đông. Tỉnh Quảng Đông hứng chịu mưa lớn, gây lũ lụt và sạt lở đất. Mưa nhiều nơi thậm chí phá kỷ lục cao nhất trong 200 năm qua. Hàng trăm ngôi nhà bị sập, một số thị trấn gần như bị ngập lụt và hơn 250.000 người bị ảnh hưởng. Vào ngày hôm qua, Thiều Quan, Thanh Viễn, Triệu Khánh, Hà Nguyên và các thành phố khác đã trải qua mưa bão lớn và mưa xối xả cục bộ. Lượng mưa tại nhiều trạm đã phá kỷ lục cao nhất trong 200 năm qua. Mưa xối xả khiến mực nước nhiều sông dâng nhanh, tối đa lên gần 6 mét. Hơn 15.000 cư dân thành phố Thanh Viễn buộc phải sơ tán. Người dân cho biết nước lũ đổ xuống đồi hôm thứ Năm, nhấn chìm các con đường và gây ra lở đất nghiêm trọng. Một người dân thành phố Thanh Viễn cho biết hôm nay mưa lớn hơn hôm qua, trời mưa từ 4 giờ và hiện vẫn chưa tạnh. Một cư dân khác cho biết trời mưa vào khoảng 7 giờ và học sinh không thể đến trường. Lượng mưa ở tỉnh Quảng Đông trong tháng này năm nay chỉ bằng một nửa so với những năm trước, nhưng kể từ tháng này, 16 trong 22 ngày đầu tiên đã có mưa lớn. Số liệu chính thức cho thấy 190.000 cư dân đã bị ảnh hưởng và ít nhất 13 người thiệt mạng. Tại Trung Quốc đại lục, do dữ liệu về thảm họa và tai nạn được chính phủ kiểm soát chặt chẽ, nên dữ liệu về thương vong thực tế vẫn chưa được xác nhận. Thưa quý vị, mưa lớn mấy ngày qua ở Quảng Đông khiến 230.000 người phải sơ tán tại 3 tỉnh Đông Bắc. Tình hình hạn hán tiếp tục mở rộng, diện tích đã vượt quá nửa diện tích Trung Quốc. Quảng Đông đã có mưa lớn trong nhiều ngày, tính đến 5 giờ chiều ngày hôm qua. Tổng số người bị ảnh hưởng trong tỉnh là 233.200 người. Tuy nhiên, Cục Khí tượng dự báo từ ngày mai đến 2 ngày tiếp theo, lượng mưa tại tỉnh Quảng Đông sẽ tăng trở lại. Tình trạng ngập lụt cũng sẽ xảy ra tương tự tại Hồng Kông. Tuy nhiên, ở vùng Đông Bắc, đất đai nóng đến mức nứt nẻ. Ủy ban Quốc phòng Trung Quốc đại lục nhận định, do hạn hán liên tục mở rộng ở 3 tỉnh Đông Bắc và các tỉnh khác, nên khu vực bị ảnh hưởng hạn hán của đất canh tác trên toàn đại lục đã lên tới 28,6 triệu ha, tương đương 1,907 triệu ha, chiếm hơn một nửa diện tích Đài Loan, đồng thời khiến 1,66 triệu người và 1,78 triệu gia súc lớn gặp khó khăn về nước uống. Ngoài ra, Tân Cương cũng phải đối mặt với nhiệt độ cao nhất trong năm nay. Theo các phương tiện truyền thông chính thức,
Tupan đã vượt mốc 45 độ C vào ngày hôm nay và nhiệt độ mặt đất cao nhất thậm chí còn vượt quá 75 độ C. Kể từ đầu năm nay, những trận mưa bão Trung Quốc trải qua 3 trận lũ lớn khắp các vùng của Trung Quốc hứng chịu mưa xối xả, lũ lụt, nhân dân khốn đốn. Ấn Độ cũng hứng chịu lượng mưa lớn chưa từng thấy tàn phá bang Assam phía đông. Trong lúc nước lũ dâng cao, cảnh sát đã phối hợp giải cứu người phụ nữ bị mắc kẹt trong xe suốt 45 phút và đưa cô đến bệnh viện. Tại Thường Châu, Nam Kinh, Giang Tô ở miền đông Trung Quốc, từ đầu tháng này, mưa xối xả không ngớt. Lượng mưa chỉ trong 4 ngày tương đương với lượng mưa kéo dài hơn 8 tháng, khiến mực nước sông dâng cao tràn vào Nam Kinh, thủ phủ của Giang Tô chìm trong biển nước bao la, buộc 125.000 người phải sơ tán. Đây là trận lũ lụt lớn thứ 3 của Trung Quốc trong năm nay và là trận thứ 4 trong vòng 18 tháng. Các đội cứu hộ khẩn cấp đã đi theo con sông Trường Giang bị ngập lụt để tìm kiếm bất kỳ ai cần giúp đỡ hoặc những người có thể bị mắc kẹt trong nhà của họ. Liu He, thành viên của dịch vụ cứu hộ khẩn cấp của Trung Quốc cho biết, thật đau lòng khi phải làm lại quá sớm vì đây là lần dọn dẹp lớn thứ 3 mà họ phải thực hiện trong vòng chưa đầy 2 năm. Sau lũ, người dân lại phải phấn khởi dọn dẹp nhà cửa, đường đi trong khu dân cư ngổn ngang đồ đạc, vật dụng hư hỏng. Susede, một cư dân ở rìa ngoài của thủ phủ Nam Kinh cho biết, chúng tôi chuyển đến khu nhà này khoảng 2 năm rưỡi trước và chúng tôi yêu thích nó cho đến khi trận lụt xảy ra. Chúng tôi đã trải qua 4 trận lũ trong vòng vài tháng. Mùa hè năm nay không hề yên bình. Sau khi bước sang tháng này, lũ lụt đã bùng phát ở nhiều nơi tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc và ít nhất hàng triệu người bị ảnh hưởng. Giọng nói trong video của một cư dân ở thành phố Hoài Hóa, Hồ Nam cho biết, nhà của chúng tôi bị lũ cuốn trôi mất rồi, giờ chúng tôi không biết phải làm thế nào. Một tòa nhà nhỏ 3 tầng ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam đã bị cuốn hoàn toàn vào dòng nước lũ, đồng thời đâm vào những ngôi nhà khác dọc đường khi xuôi dòng, khiến người dân địa phương hoảng sợ la hét ầm ĩ. Mới đây, nhiều ngôi nhà ở Hồ Nam đã bị lũ cuốn trôi, mưa lớn gây ra thảm họa ở miền Nam Trung Quốc vào giữa tháng này. Đường phố thành phố Thiểu Quan, tỉnh Quảng Đông ngập trong nước đục ngầu, mực nước dâng cao, lính cứu hỏa gần như không thể đứng vững, tình thế thật sự rất nguy hiểm. 65 con sông ở lưu vực sông Châu Giang trải qua trận lũ lịch sử đã được cảnh báo trước. Sơn Tây, tỉnh Phúc Kiến cũng trải qua trận lũ lớn nhất trong lịch sử, đường phố và cửa hàng chìm trong nước lũ. Kể từ đầu tháng, thời tiết khắc nghiệt liên tục tấn công Trung Quốc, nhiều nơi ở Quảng Đông phát cảnh báo đỏ về mưa dông, trung tâm mậu danh mưa bão dữ dội, nhiều đường phố ngập lụt, nhiều phương tiện bị ngâm trong nước, các ngôi làng gần thành phố mậu danh cũng bị ngập lụt và dân làng đã sử dụng bè nổi tự chế để vận chuyển gia cầm. Ngoài ra, nhiều nơi ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông bị nước bao vây từ mấy ngày qua, ô tô bị lũ cuốn trôi, thương vong chưa rõ. Tại thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, mưa lớn cũng gây ra thảm họa, khiến đường phố ngập lụt. Cùng lúc đó, tại Âm Châu, Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, một cơn bão dữ dội đang hoành hành và gió mạnh đã làm lật mái cổng vào ga tàu điện ngầm. Cùng ngày, thành phố Hắc Hà, thành phố Hắc Long Giang, tỉnh Hắc Long Giang bất ngờ đổ mưa lớn, gây ra lũ trên núi. Các báo cáo chính thức cho biết ít nhất 11 người thiệt mạng và 18 người mất tích do lũ lụt, con số thực tế vẫn chưa được kiểm chứng. Trước đó, một vụ lở đất trên xảy ra ở Trung Hưng, tỉnh Tứ Xuyên, một quan chức của thị trấn này cho hay. Đến nay, họ chỉ biết có 25 gia đình đã bị chôn vùi trong vụ lở đất và hơn 450 người dân đã được sơ tán. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót. Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết trên trang web của đài rằng 17 người đã thiệt mạng. Lực lượng cứu hỏa Thành Đô, thủ phủ của Tứ Xuyên trước đó thông báo số người chết và mất tích là khoảng 40 đến 50 người. Mưa lớn đã hoành hành nhiều vùng của Trung Quốc trong những ngày gần đây, trong đó tỉnh Tứ Xuyên chịu thiệt hại nặng nề nhất với 3 cây cầu đã bị sập trong lũ lớn kể từ tuần trước. Hơn 3.500 nhân viên cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm 32 người mất tích sau khi một cây cầu ở thành phố Giang Du sập xuống vào tuần trước. Mưa lớn cũng phá hủy hơn 450 ngôi nhà ở Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam lân cận, khiến 46.800 người phải đi sơ tán. Vùng núi ở Tây Nam Trung Quốc là nơi thường xuyên xảy ra sạt lở và động đất. Hồi đầu năm, 64 người, trong đó có nhiều trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ sạt lở ở tỉnh Vân Nam. Hơn 1.300 nhân viên cứu hộ đã nỗ lực xuyên đêm dưới nhiệt độ băng giá để tìm kiếm những nạn nhân còn sống sót. Nói đến động đất, chúng ta lại nhớ đến thảm họa khủng khiếp nhất ở Trung Quốc trong 3 thập kỷ gần đây là trận động đất tại Tứ Xuyên năm 2008, cướp đi sinh mạng của 87.000 người. Những công trình xây dựng chất lượng kém được cho là nguyên nhân khiến số người chết tăng cao.
Trung tâm khảo sát địa chất Mỹ USGS cho biết cường độ động đất vào khoảng 5,1 độ Richter, sâu 32 km. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ cơ quan địa chấn quốc gia nói động đất mạnh 5,6 độ Richter, sâu 20 km và được cảm nhận ở 5 khu vực: Thành Đô, Đức Dương, Miên Dương, Quảng Nguyên và A3. Trước đó, một cây cầu ở thành phố Thiết Lập, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã bất ngờ bị sập xuống sông Hồ Lan, làm ít nhất một người chết và 8 phương tiện lưu thông lao xuống sông. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra. Trận động đất mạnh 6,5 độ Richter xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều tại thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Tây Nam, Trung Quốc, làm ít nhất 150 người chết, 180 người vẫn đang mất tích, hàng trăm người bị thương, phá hủy nhiều công trình. Hình ảnh tại một con đường thuộc quận Lỗ Điện, thành phố Chiêu Thông, nơi chịu ảnh hưởng của cơn động đất, phương tiện giao thông hư hỏng, nhà cửa, đường xá bị ảnh hưởng nặng nề. Nhà chức trách địa phương cho biết có quá nhiều tòa nhà bị tàn phá, con số thương vong vẫn tiếp tục được cập nhật. Bức ảnh chụp bằng điện thoại di động ghi lại cảnh ngổn ngang tại một cửa hàng sau cơn động đất. Người dân ở đây cho biết điện đã mất, hệ thống liên lạc cũng gián đoạn. Hai người đàn ông đang tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát sau cơn địa chấn. Đội cứu hộ đưa một em nhỏ bị thương đi cấp cứu sau trận động đất. Lực lượng cảnh sát, quân đội, lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hàng nghìn chăn chiếu, lều bạc, nhu yếu phẩm được gửi đến hỗ trợ người dân. Nhiều ngôi nhà cũ, đặc biệt là nhà ở của dân chúng trong vùng bị phá hủy hoàn toàn. Khu vực này là nơi thường xảy ra động đất ở Trung Quốc. Cùng năm, một trận động đất xảy ra ở Tứ Xuyên, giáp với Vân Nam, cũng khiến gần 70.000 người chết. Trung Quốc vẫn đang bị lũ lụt đe dọa. Cả sông Dương Tử và Hoàng Hà đều có lũ từ thượng nguồn. Hơn 80 sông hồ, bao gồm một số nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử và đoạn thông quan ở trung lưu sông Hoàng Hà, hôm qua vẫn vượt mực nước cảnh báo. Hệ thống phòng chống lũ lụt của Trung Quốc cũng đã bước vào trạng thái chiến đấu giữa hai mặt trận Nam và Bắc. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, tính đến ngày hôm nay, hơn 80 sông hồ bao gồm sông Ân Giang, sông Trường Giang, sông Vu Giang và sông Gia Lăng, một nhánh của sông thượng nguồn sông Dương Tử và đoạn thông quan ở trung lưu sông Hoàng Hà, mực nước vẫn ở trên mức cảnh báo. Mực nước trên đập hiện đang dâng cao 2,18 m mỗi ngày và dự kiến sẽ dâng tối đa khoảng 170,3 m, chỉ cách mức chứa cao nhất là 175 m là 4,7 m. Đập Tam Hiệp dự kiến sẽ tạo ra dòng lũ lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa hiện nay, với tốc độ dòng chảy ước tính là 76.000 m khối mỗi giây. Chu Minh Hoa cho biết, trung và hạ lưu sông Dương Tử hiện đang bước vào thời kỳ ít mưa, dòng chính đang rút dần. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho đập Tam Hiệp xả lũ, giảm áp lực kiểm soát lũ ở thượng nguồn. Lưu Chí Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin của Bộ Tài nguyên nước chỉ ra rằng, trong tương lai, chúng ta nên chú ý đến mưa mùa thu ở Tây Trung Quốc từ tháng 9 đến tháng 10. Mưa mùa thu xảy ra ở lưu vực sông Vệ Hà, lưu vực sông Hán, Trùng Khánh, Đông Tứ Xuyên và Bắc Tứ Xuyên. Một khi có lượng mưa lớn liên tục, có thể xảy ra lũ vào mùa thu. Dự kiến lượng mưa mùa thu năm nay ở Tây Trung Quốc có thể ở mức cao, vẫn còn khả năng xảy ra một trận lũ khác trên 50.000 mét khối mỗi giây ở thượng nguồn sông Dương Tử. Đối với lũ sông Hoàng Hà, Bộ Tài nguyên nước cho biết trạm thủy văn thông quan trên sông Hoàng Hà đo được lưu lượng lũ là 7.100 mét khối trên giây vào khoảng 6 giờ sáng ngày hôm qua. Với lượng nước trung bình là 328,1 m, đây là trận lũ lớn nhất kể từ năm 1999. Mực nước ở Lan Châu, dòng chính của thượng lưu sông Hoàng Hà, đoạn thông quan của dòng chính của trung lưu và một nhánh sông Vệ Hà đều vượt mức nước cảnh báo. Mực nước các đoạn này duy trì trên mức cảnh báo đến 12 giờ ngày hôm qua. Đập Tam Hiệp sẽ đối mặt với đỉnh lũ lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa. Hiện nay, 10 cửa đã được gấp rút xả lũ vào ngày hôm qua. Kiểm soát lũ lụt của Trung Quốc đã bước vào một tình huống chống lũ gây cấn giữa hai miền Bắc Nam. Mưa xối xả nhiều ngày đã gây ra thảm họa lũ lụt ở Trung Quốc. Trận lũ số 3 đã tràn qua Trùng Khánh. Hiện tại, nhiều nơi đã xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Đường Nam Tân ở trung tâm thành phố gần như bị ngập hoàn toàn. Nước lũ cũng làm ngập nhẹ các tầng dưới của tuyến đường sắt số 2, nhưng tuyến đường này vẫn hoạt động như bình thường. Nhiều người đổ xô chụp cảnh đoàn tàu chạy trên mặt nước, giống hệt như trong phim hoạt hình Nhật Bản Cô gái Senjin. Tại Trùng Khánh hôm nay, mưa lớn và lũ lụt đã được báo cáo ở nhiều nơi. Khu vực bên dưới tuyến tàu điện ngầm Trùng Khánh số 2 nước ngập mênh mông, nhìn giống như một đại dương bao la. Một số đoạn đường dài và các tòa nhà chìm trong nước lũ, cảnh đoàn tàu chạy trên mặt nước. Về vấn đề này, một số người đã đăng trên nền tảng Weibo rằng xem ga ở Trùng Khánh nước ngập rất lớn, nhiều người đã check-in và chụp ảnh.
nhiều người còn chia sẻ video. Khi họ đi đường sắt, họ đều nói bạn có thể đi trực tiếp trên sân ga và câu cá. Đừng nghĩ rằng tôi đang đi thuyền, tôi đang đi tàu điện ngầm. Vừa qua, chính quyền tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc cho biết ít nhất 45 người thiệt mạng và 89 người bị thương trong trận động đất mạnh 5 độ Richter xảy ra vào sáng cùng ngày tại huyện Vĩnh Thiện, thành phố Chiêu Thông. Theo các quan chức địa phương, trận động đất đã làm hư hại hơn 2.300 ngôi nhà, trong đó có 82 căn nhà bị sập hoàn toàn, khoảng 150 km đường bộ, đường hầm cùng hệ thống thông tin liên lạc tại 5 thị trấn bị hư hại nghiêm trọng. Gần 1.500 người dân địa phương, cảnh sát và bộ đội đang phối hợp với cứu hộ tại vùng xảy ra động đất. Các thành phố lân cận đã cử khoảng 300 lính cứu hỏa tới hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả động đất. Cơ quan địa chất địa phương cho biết, đến 8 giờ sáng theo giờ địa phương đã xảy ra tổng cộng 22 dư chấn lớn nhỏ khác nhau. Tỉnh Vân Nam của Trung Quốc thường xảy ra động đất gây thương vong lớn. Trước đó, tại thành phố Chiêu Thông cũng xảy ra một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter, khiến 850 người thiệt mạng và 100.000 ngôi nhà bị phá hủy. Nói đến động đất, chúng ta lại nhớ đến thảm họa khủng khiếp nhất ở Trung Quốc trong 3 thập kỷ gần đây là trận động đất tại Đường Sơn năm 1976. Mặc dù đã hơn 45 năm trôi qua, động đất Đường Sơn vẫn là nỗi kinh hoàng đối với không chỉ riêng người dân Trung Quốc mà còn của cả thế giới. Trận động đất gây thương vong nhiều nhất thế kỷ 20. Vào lúc 3 giờ 42 phút sáng ngày 28 tháng 7 năm 1976, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Tâm chấn của trận động đất nằm ở trung tâm thành phố Đường Sơn. Trong phút chốc, một thành phố với dân số 1 triệu người đã biến thành đống đổ nát. Tính mạng và tài sản của người dân cũng như tài sản quốc gia bị tổn thất nặng nề. Diện tích thiệt hại của trận động đất vượt quá 30.000 km2 và khu vực bị ảnh hưởng lên tới 14 tỉnh, thành phố và khu tự trị, tương đương với 1/3 diện tích của Trung Quốc đại lục. Trận động đất đã khiến gần 255.000 người thiệt mạng, 1.645,81 triệu người bị thương nặng và hơn 1.700 người bị thương tật vĩnh viễn chỉ riêng ở thành phố Đường Sơn, 14,79 triệu m2 cơ sở hạ tầng công cộng bị phá hủy và 5,3 triệu ngôi nhà bị sập. Trận động đất Đường Sơn là trận động đất kinh hoàng nhất trên thế giới trong thế kỷ 20. Hàng triệu người mất nhà cửa vào những năm tháng đau đớn về tâm lý của hầu hết những người sống sót đã khiến Đường Sơn một thành phố công nghiệp có lịch sử hàng trăm năm sa sút trầm trọng. Động đất Đường Sơn là nỗi đau không thể phai mờ trong tâm trí của người dân Trung Quốc. Khi lịch sử được ấn định vào ngày 28 tháng 7 năm 1976, Đường Sơn, một thành phố công nghiệp bên bờ biển Bột Hải đã rung chuyển. Đây là trận động đất có số lượng người thương vong lớn nhất cho đến hiện tại. Kể từ đó, những ký ức đen tối đã bao trùm lên toàn thành phố. Nhà máy rửa than mỏ Lâm Tây của tập đoàn khai thác than Khai Loan bị sập. Cầu Thắng Lợi ở thành phố Đường Sơn bằng bê tông cốt thép bị gãy sập trong trận động đất kinh hoàng. Khi thảm họa xảy ra, các thành phố và làng mạc tràn ngập nỗi đau lớn. Nó dữ dội đến mức người dân Đường Sơn đã quên khóc trong một thời gian. Dưới bầu trời thành phố xám xịt, đâu đâu cũng thấy bụi bốc lên từ những ngôi nhà sập, những tấm bê tông đúc sẵn bị vặn vẹo và gãy nát. Đâu đâu cũng có tiếng kêu la thảm thiết của những người bị thương và những cái xác ngổn ngang. Thành phố rơi vào tuyệt vọng chưa từng có, mọi người bắt đầu lan truyền tin đồn trời sập. Những người còn sống bắt đầu chạy trốn lên núi, thậm chí có người còn trèo lên đường ray xe lửa vì họ cho rằng đường ray dài sẽ không dễ dàng sụp xuống đất. Thành phố Đường Sơn nằm giữa điểm nâng hai ngọn núi Âm Sơn, Yến Sơn và điểm trũng Ký Bột ở vùng trũng Đồng Bằng Hoa Bắc trên vành đai đứt gãy Bắc Kinh, Thiên Tân, Đường Sơn và Bột Hải. Có 252 trận động đất ở khu vực Đường Sơn được ghi lại trong danh mục động đất Trung Quốc, thảm họa đến rồi đi, để lại chết chóc và tang thương. Nhắc đến động đất Đường Sơn, người ta chỉ nhớ về những con số khủng khiếp cùng hình ảnh tan hoang. Song giữa tâm thảm họa đã có những con người oằn mình để cứu lấy nhau. Một người được cứu ra khỏi đống đổ nát cũng là cả sự nỗ lực to lớn của máu thịt và nước mắt. Hậu thiên tai, đau thương còn mãi, người ở lại vẫn phải sống tiếp. Từ khoảng 5 giờ sáng hôm sau khi trận động đất xảy ra, những phát thanh viên đã thực hiện nhiệm vụ vừa đi xe đạp giữa đống đổ nát của Triệu Khách Trang với bán kính 3-4 km vừa phát đi phát lại thông báo để duy trì an ninh trật tự. Trong sự hoảng loạn của đống đổ nát, giọng nói quen thuộc từ đài phát thanh di động đã mang đến cho mọi người sự an ủi lớn lao và họ nhanh chóng tổ chức để tham gia vào hàng ngũ cứu trợ động đất.
trong mắt tất cả những người sống sót cứu mạng là điều quan trọng nhất, cả những người tù nhân trong trại giam thành phố Đường Sơn. Các tù nhân được tổ chức thành 3 đội giải cứu, một đội giải cứu đặc biệt với sự giám sát của lính canh có vũ trang, với máu trên tay và mồ hôi trên mặt. Các tù nhân cẩn thận khiêng những đứa trẻ bị thương và những người già sợ hãi. Hầu hết những người được cứu khỏi đống đổ nát đều bị thương nặng, nhiều người bị đứt lìa tay chân. Mỗi khi cứu được một nạn nhân, các phạm nhân không khỏi khe khẽ thở dài, thậm chí có người còn rơi nước mắt. 10 phút sau khi trận rung lắc kết thúc, 5 người thợ mỏ ở trấn Triệu Khách Trang cố gắng rũ bỏ đống than vụn đứng dậy. Lúc này, mọi người mới phát hiện mình đã rơi vào tình thế tuyệt vọng. Nước sắp tràn lên, thông gió bị bịt kín, lòng đường nhiều chỗ sạt lở, lối đi lại bị phong tỏa, khiến không khí dưới lòng đất ngày càng loãng. Sau 5 con người này sống sót sau 15 ngày dưới lòng đất, tạo nên kỳ tích trong chuỗi ngày tăm tối ở Đường Sơn. Ông Trương Ngọc Thanh thuộc đội quân y đang khám bệnh cho quần chúng. Sau trận động đất Đường Sơn, ông được chuyển đến vùng thiên tai để cứu trợ động đất. Ông không bao giờ quên rằng trong số 3 ngày 3 đêm liền, tất cả các nhân viên y tế đã không ngủ dù chỉ trong vài phút. Do làm việc quá sức, Trương Ngọc Thanh đã 3 lần ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy, tôi rửa mặt bằng nước lạnh và lập tức đi cấp cứu những người bị thương. Khi đó, dư chấn rất mạnh, cứ vài giây lại rung chuyển. Đội ngũ y tế của chúng tôi không màng đến an toàn của bản thân, ngày đêm cấp cứu những người bị thương. Ông Doãn Hiểu Thần, 75 tuổi, chàng quân y năm xưa nói khi nhớ lại hơn 40 ngày đêm trải qua thảm họa ở Đường Sơn năm 1976. Sau trận động đất, nhân viên y tế bắt đầu công việc phòng chống dịch bệnh mạnh mẽ. Một ngôi làng trở thành khu vực phục hồi chức năng cho những bệnh nhân bị liệt sau trận động đất. Gần 50 năm qua, nỗi đau thể xác do trận động đất gây ra cho người dân Đường Sơn đã dần nguôi ngoai. Những vết thương lòng về tinh thần vẫn còn dày vò những người sống sót sau thảm họa. Diệu Thúy Cần là nữ quân nhân đã bị thương và tàn tật trong trận động đất Đường Sơn. Vượt qua nỗi đau, Diệu Thúy Cần tiếp tục sống nhiệt huyết và thường xuyên hát cho các bệnh nhân trong viện dưỡng lão. Những bông hoa bách hợp trắng muốt và cẩm chướng hồng được dâng lên ở đài tưởng niệm sự kiện động đất Đường Sơn như lời hỏi thăm của người còn sống đến những người đã nằm xuống mảnh đất này. Đây chính là đài tưởng niệm các nạn nhân trong trận động đất kinh hoàng ở Đường Sơn năm 1976. Những cái tên được khắc lên trên những tấm bia lớn, may mắn thì được người nhà tìm thấy và nhớ đến, còn không chỉ có thể nằm đó như một nét trầm của lịch sử. Người dân Đường Sơn cứ đến tiết thanh minh sẽ đốt tiền giấy trên các con đường ngõ hẻm, hàng nghìn đốm lửa thắp lên rải rác khắp thành phố như xoa dịu những người đã nằm xuống tại mảnh đất này. Kính thưa quý vị, một trận lở đất khác cũng đã chôn vùi một ngôi làng ở huyện Mao, Tứ Xuyên, Trung Quốc vào cuối tuần qua. Số người chết đã tăng lên 52 vào ngày hôm qua và 133 người bị mất liên lạc. Một số chuyên gia cho rằng vụ lở đất có liên quan đến trận động đất ở Vân Xuyên năm 2008 và người ta suy đoán rằng vụ lở đất là do lượng mưa liên tục gây ra. Tuy nhiên, trong khi thế giới bên ngoài vẫn đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm những người mất tích, thì những hình ảnh cứu trợ thiên tai của các quan chức và binh lính được Đảng Cộng sản Trung Quốc công khai đã bị cư dân mạng vạch trần là dàn dựng. Một số tỉnh ở miền Nam Trung Quốc gần đây đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng. Theo báo chí nước ngoài đưa tin, tính đến tối ngày hôm qua, ít nhất 31 người đã thiệt mạng và 25 người mất tích, hơn 2,9 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông nước ngoài, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Quảng Tây và các tỉnh khác của Trung Quốc đã có mưa lớn liên tục trong nhiều ngày và thiên tai nghiêm trọng đã được báo cáo. Tại tỉnh Hồ Bắc, ít nhất 15 người chết, 22 người mất tích và hơn 990.000 người bị ảnh hưởng. Tại tỉnh Giang Tây, 10 người chết và 9 người mất tích và hơn 920.000 người bị ảnh hưởng. Tại khu tự trị Quảng Tây, 16 người chết, 7 người mất tích và dân số bị ảnh hưởng khoảng 750.000 người. Tại tỉnh An Huy, hơn 190.000 người bị ảnh hưởng. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng bởi thiên tai là hơn 260.000 ha. Ngoài ra, nhà chức trách Trung Quốc dự đoán trong 3 ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn ở phía đông bắc tỉnh Quý Châu, phía đông tỉnh Hồ Bắc, tây bắc tỉnh Hồ Nam, phía nam tỉnh Hà Nam và phía tây tỉnh An Huy, và lũ lụt có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, các nhà chức trách Trung Quốc dự báo trong 3 ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn ở các tỉnh phía nam, lũ lụt và lở đất có thể xảy ra rất nghiêm trọng. Gần đây, Đông Nam Á bị hạn hán nghiêm trọng nhưng có thể có lũ lụt nghiêm trọng ở miền bắc Trung Quốc.
Theo báo chí nước ngoài đưa tin, thời gian gần đây, Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử của Trung Quốc liên tục bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, mực nước không chỉ tiếp tục dâng cao mà thậm chí còn vượt kỷ lục mực nước cùng kỳ trên sông Dương Tử năm 1998. Dự kiến, Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử cũng sẽ hứng chịu lũ lụt lớn trong năm nay. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông nước ngoài, Cục Thủy văn của Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử cho biết, dự án bảo tồn nước Tam Hiệp trên sông Dương Tử đã theo dõi dòng chảy khoảng 18.000 mét khối mỗi giây từ thượng nguồn sông Dương Tử, 8 ngày liên tục vượt qua 25.000 mét khối mỗi giây so với cùng kỳ. Lượng nước đổ về thượng nguồn sông Dương Tử vượt năm 2008, dự báo có thể lũ lớn ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử trong năm nay. Theo dữ liệu cho thấy, trong thời kỳ lũ mùa xuân của sông Dương Tử, từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2009 đến năm 2015, lượng nước trung bình của Tam Hiệp là dưới 10.000 mét khối mỗi giây và giá trị cao nhất xuất hiện vào năm 2008, khoảng 17.000 mét khối trên giây. Sau mùa lũ, Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử hứng chịu lũ lớn. Lưu Nhã Minh, Phó Tổng Tư lệnh của Bộ Tư lệnh Phòng thủ sông Dương Tử cho biết, tình hình hiện tại về mực nước và kiểm soát lũ lụt của sông Dương Tử là rất nghiêm trọng và ông đã ngay lập tức nâng cao cảnh giác, cần có sự chuẩn bị để làm tốt công tác phòng chống lũ lụt. Thưa quý vị, vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại quận mới Quảng Minh, Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày thứ Bảy vừa qua. Số người mất tích đã tăng lên 85, Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc xác nhận. Ngọn núi ban đầu không trượt nhưng do đống đất nhân tạo đã gây ra vụ sạt lở đất, có nghĩa là thảm họa này là do con người tạo ra. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, từ các hình ảnh vệ tinh có thể thấy trong những năm qua rằng mỏ đá đã bị đóng cửa, thung lũng dần dần phục hồi và có thể nhìn thấy một lượng nước lớn. Nhưng vào mấy năm nay, thung lũng mỏ đá bị bỏ hoang và trở thành bãi rác và bên dưới thung lũng là khu công nghiệp. Từ những bức ảnh vệ tinh năm nay có thể thấy thung lũng đầy bùn đất. Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc chỉ ra rằng do lượng lớn đất thải tích tụ tại nơi đây và mái dốc của đống đất quá dốc nên gây mất ổn định và sụp đổ, sau đó khiến các tòa nhà lần lượt đổ sập như domino. Sáng thứ Ba vừa qua, lở đất bất ngờ ập xuống một ngôi làng ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, chôn vùi ít nhất 200 người. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Theo chính quyền địa phương, vụ lở đất xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng thứ Năm theo giờ địa phương. Mưa lớn khiến đất đá từ một ngọn núi ập xuống làng Tân Mã thuộc huyện Mao Xian, tỉnh Tứ Xuyên, khiến 110 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 200 người mất tích. Hiện lực lượng chức năng đã ngay lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ. Hình ảnh do báo địa phương đăng tải cho thấy nhiều xe ủi đất đang ra sức dọn dẹp đống đất đá để tìm kiếm người bị nạn. Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức địa phương cho hay, vụ lở đất cũng làm nghẽn một khúc sông dài 4 km, cả làng đã bị chôn vùi. Một người có mặt tại hiện trường sau vụ lở đất cho biết, vụ lở đất xảy ra ở khu vực miền núi nằm gần sông Dân, nơi được biết đến với những thành trì đá cổ, những khu rừng rậm rạp, những dòng suối và thung lũng. Lở đất là mối đe dọa thường trực đối với những miền nông thôn và vùng núi ở Trung Quốc, đặc biệt trong thời kỳ mưa lớn. Đây không phải là vụ sạt lở đất nghiêm trọng đầu tiên xảy ra ở Trung Quốc trong năm 2023. Trước đó một ngày, cũng có 21 người đã thiệt mạng khi 3.000 mét khối đất đá ập xuống sườn dốc phía sau một khách sạn 3 tầng ở tỉnh Hà Bắc. Theo thông tin mới nhất về vụ lở đất ở Trung Quốc xảy ra chiều thứ Hai, tính đến hiện tại, ít nhất 135 người mất tích. Hơn 40 tòa nhà đã bị chôn vùi, 700 mét đường ống dẫn khí đốt tự nhiên cũng bị nổ. Chính quyền thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông miền Nam Trung Quốc sáng thứ Ba đã tổ chức họp báo về vụ lở đất xảy ra trưa ngày Chủ nhật tại khu công nghiệp Luxi ở quận mới Quang Minh. Theo số liệu thống kê tính đến hiện tại, ít nhất 135 người mất tích, hơn 40 tòa nhà đã bị chôn vùi. 700 mét đường ống dẫn khí đốt tự nhiên thuộc đường ống dẫn khí từ Tây sang Đông của công ty PetroChina, nhà sản xuất dầu mỏ và khí ga lớn nhất của Trung Quốc, cũng đã bị nổ trong vụ lở đất này. Hơn 1.500 người cùng 151 phương tiện cứu hộ đã được huy động tham gia công tác cứu nạn, trong bối cảnh các chuyên gia cho rằng lở đất có thể tiếp tục xảy ra tại khu vực này. Hiện đội cứu hộ đã sơ tán được hơn 1.000 người ra khỏi hiện trường. Hãng tin AFP dẫn tin từ Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc cho biết nguyên nhân của thảm họa trên là do đất thải từ khu công nghiệp được trữ trái phép trong các bể chứa cao 100m đã biến thành bùn và tràn ra ngoài sau trận mưa lớn sáng Chủ nhật. Thưa quý vị, tuần qua, chính quyền địa phương cho biết số người thiệt mạng trong trận lở đất tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã tăng lên 61 người, trong khi 36 người vẫn mất tích. Mưa lớn tối hôm trước đã khiến bùn đá trôi xuống chôn vùi 36 ngôi nhà và khiến 31 ngôi nhà chìm trong nước tại làng Liên Đông, quận Liên Đô thuộc tỉnh Chiết Giang.
hơn 2.300 nhân viên cứu hộ đã được triển khai. Chính quyền thành phố Lệ Thủy cho biết đã tìm thấy tổng cộng 41 thi thể và đến nay mới chỉ giải cứu được một người còn sống. Cùng ngày, một vụ nổ khí ga tại khu tự trị Nội Mông Trung Quốc đã khiến 35 người bị thương, trong đó có 13 người đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng theo giờ địa phương tại một nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh ở khu vực Hot Hot. Nguyên nhân vụ việc là do nhân viên nhà hàng xử lý khí đốt hóa lỏng không đúng cách. Công tác điều tra đang được tiến hành. Một vụ sạt lở đất vào rạng sáng nay khi người dân còn đang say giấc nồng nên không kịp thoát thân và đã bị đất đá vùi lấp, cướp đi sinh mạng của hơn 150 người thuộc hơn 60 hộ dân. Vụ sạt lở đất cũng đã chặn một dòng sông dài 2 km. Do ngày hôm đó là ngày nghỉ nên nhiều học sinh về quê nghỉ nên dân số trong thôn tương đối đông. Thôn xảy ra lở đất là điểm tham quan thu hút khách du lịch. Có một số du khách du lịch bị mắc kẹt và thiệt mạng. MAC cũng cho biết rằng họ đã bày tỏ sự quan tâm và chia buồn với phía Trung Quốc đại lục thông qua các kênh liên lạc, đồng thời tuyên bố rằng nếu có bất kỳ nhu cầu hỗ trợ nào, họ sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết bằng tất cả sức lực của mình. Kính thưa quý vị, huyện Mao, cách trận động đất ở Vân Xuyên năm 2008 40 km, hôm qua đã bị sạt lở đất. Các chuyên gia cho biết vị trí xảy ra thảm họa nằm trong đới đất gãy, nơi thường xảy ra động đất trong lịch sử và thế núi tương đối không ổn định. Năm ngoái, làng Simo cũng được liệt vào danh sách điểm nguy hiểm tiềm ẩn nhưng cuối cùng bi kịch vẫn xảy ra. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày thứ Bảy, tại làng Simo, thị trấn DAC, huyện Mao, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy ra một vụ lở núi. Tính đến chiều Chủ nhật đã có 25 người chết và 93 người mất tích. Hy vọng tìm kiếm cứu nạn người còn sống dần phai nhạt. Một gia đình có 3 người duy nhất còn sống sót vào thời điểm xảy ra vụ lở đất đã được cứu sống nhờ tiếng khóc của đứa trẻ. Xiao Yanchun, một nạn nhân sống sót cho biết, khi sắp sập, đứa trẻ tỉnh dậy và khóc, tôi thay tã cho đứa trẻ và định nằm xuống. Lúc đầu tôi nghĩ sắp có động đất nên tôi chuẩn bị chạy. Khi tôi chạy ra ngoài, trời tối sầm lại và có tiếng ầm ầm, rồi núi bị lở và đá, nước và bùn chảy xuống. Khi tôi chạy ra ngoài, tôi thấy nhiều ngôi nhà bị ngập lụt, cả làng tôi bị ngập lụt. Huyện Mao, nơi xảy ra lở đất, cách địa điểm xảy ra trận động đất ở Vân Xuyên năm 2008 khoảng 40 km. Pei Xiangjun, chuyên gia cảnh báo khẩn cấp thảm họa địa chất của Bộ Đất đai và Tài nguyên, đồng thời là giáo sư trưởng môi trường và kỹ thuật xây dựng của Đại học Công nghệ Thành Đô cho biết vụ lở đất xảy ra trên đường đứt gãy Chongqingku và động đất đã xảy ra thường xuyên trong lịch sử, bao gồm trận động đất DAC năm 1933 và trận động đất năm 2008. Trận động đất lớn Vân Xuyên bị ảnh hưởng bởi trận động đất, sự ổn định của ngọn núi giảm đi và dễ xảy ra sạt lở đất khi gặp mưa. Ouyang Hongwan, một nhân viên của Trung tâm Thông tin Địa lý Cơ bản Tứ Xuyên Trung Quốc cho biết, bạn có thể thấy làng Simo, nó nằm ở một vị trí tương đối bằng phẳng nhưng hai bên phải đối mặt với núi. Trong trường hợp mưa lớn vào mùa hè, nó dễ bị tổn thương đến sạt lở đất không ổn định ở cả hai bên. Nguy cơ tiềm ẩn về sạt lở đất là rất cao. Theo The Paper, một phó giám đốc họ Giang của Cục Tài nguyên và Đất đai huyện Ma cho biết làng Simo đã được Sở Tài nguyên và Đất đai liệt kê là một điểm nguy hiểm tiềm ẩn mới. Nhưng trận lở đất lần này là một sự sụp đổ cấp độ cao của ngọn núi đã vượt quá ngọn núi trước đó và công tác giám sát đã phát hiện ra dấu hiệu phạm vi. Theo Phan Xiao, một kỹ sư cao cấp tại Cục Địa chất và Tài nguyên khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc nhấn mạnh, việc tập trung hóa trong quá trình xây dựng các ngôi làng mới, bao gồm cả việc tái thiết sau trận lở đất. Tuy nhiên, đất xây dựng ở khu vực núi cao và hẻm núi khá hạn chế. Một khi đã tính đến việc xây dựng tập trung, chỉ có thể lấy thêm đất xây dựng bằng cách đào núi sẽ vượt quá phạm vi an toàn. Thưa quý vị, mưa lớn gần đây ở lưu vực sông Dương Tử, Trung Quốc đã gây ra lũ lụt ở nhiều nơi. Tỉnh An Huy nằm ở hạ lưu đập Tam Hiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Một ngân hàng ở khu vực địa phương bị ngập lụt, có hơn 3 triệu nhân dân tệ, tiền mặt tương đương 12,6 triệu đài tệ bị ngâm trong nước. Nhân viên ngân hàng chỉ thở phào nhẹ nhõm sau khi được lính cứu hỏa giải cứu khẩn cấp. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, vào khoảng 1 giờ chiều ngày thứ Bảy, chi nhánh cổ trấn của ngân hàng làng Viên An Thịnh Bình ở thành phố Viên An, tỉnh An Huy đã bị lũ lụt nhấn chìm. Nhân viên cứu hộ của thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, những người đang đến hỗ trợ cứu trợ lũ lụt cho biết, hơn 3 triệu nhân dân tệ, tiền mặt và một số hộp đựng tiền quan trọng trong két sắt đã bị lũ lụt nhấn chìm. Báo cáo chỉ ra rằng đội cứu hỏa Khai Phong tham gia chữa cháy và cứu nạn lũ lụt đã nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện ra rằng lũ đã nhấn chìm một nửa bờ sông và thậm chí còn tiếp tục tràn vào khu vực dân cư. Và dưới sự hướng dẫn của nhân viên ngân hàng, lực lượng cứu hộ đã tiến vào tầng 1 của ngân hàng và tìm thấy chiếc
chiếc hộp chứa khoảng 1,7 triệu đô la Mỹ, tương đương 7,13 triệu đài tệ tiền mặt. Sau đó, lực lượng cứu hộ tiến vào tầng 2 của ngân hàng, tìm thấy một chiếc hộp đen khác chứa tiền mặt và 8 hộp đựng hóa đơn quan trọng khác, đồng thời dùng dây thừng treo chiếc hộp lên cửa sổ và chuyển đến khu vực an toàn. Quý vị thân mến, hôm nay vào khoảng 1 giờ sáng, mưa lớn ở Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam đã gây ra lũ lụt, làm vỡ bức tường của một nhà máy thủy điện, làm ngập các tổ máy phát điện và nhà xưởng. 162 người trong thị trấn lân cận bị mắc kẹt trong vùng lũ và 33 người khác bị thương. 182 ngôi nhà bị ngập lụt. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông, vào đầu giờ sáng nay, thượng nguồn sông Nam Bắc Long ở thành phố Cảnh Hồng, quận Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam, mưa lớn đã đổ xuống ngập sâu 3 mét, một cây cầu bị cuốn trôi, một số con đường bị phong tỏa. Tổng cộng 162 người ở các thị trấn lân cận bị mắc kẹt trong vùng lũ, 33 người bị thương và 182 ngôi nhà bị ngập. Sau sự cố, đơn vị quản lý nhà máy điện đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Khu vực cấp điện không bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn. Hiện các đơn vị liên quan đang hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất trong nhà và thông đường vào. Lũ lụt đã chặn các con đường lân cận, khiến 162 người bị mắc kẹt và 33 người khác bị thương. Lũ rút vào lúc 3 giờ 30 phút sáng, lực lượng cứu hộ hỗ trợ dọn đường, khơi phù sa sau bình minh. Nam Trung Quốc gần đây đã trải qua nhiều đợt mưa lớn. Dưới ảnh hưởng của mưa lớn, gió mạnh và mưa đá, thảm họa đã xảy ra ở nhiều khu vực Hồ Nam, Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây và Quý Châu, và hiện thương vong ở các khu vực khác nhau cũng được báo cáo. Mạng thời tiết Trung Quốc chỉ ra rằng kể từ ngày giữa tháng, một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc đã có mưa lớn và lượng mưa ở nhiều khu vực đã phá kỷ lục lịch sử, bao gồm miền Trung và miền Bắc Quảng Đông, Đông Bắc Quảng Tây, miền Nam Hồ Nam, miền Trung và miền Nam Giang Tây, mưa to hoặc mưa rất to, có nơi còn có dông, gió giật mạnh và mưa đá. ChinaNews.com đưa tin, do lượng mưa lớn trong nhiều ngày tính đến ngày hôm qua, 125.000 người ở tỉnh Giang Tây đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai và 3 người thiệt mạng, trong đó 2 người mắc kẹt trong đá lở. Một người bị chôn vùi do sạt lở đất và thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu lên tới 180 triệu nhân dân tệ. Nhiều con sông ở thượng nguồn sông Cẩm Giang đã trải qua lũ lụt lịch sử và thành phố Cẩm Châu cũng hứng chịu thảm họa lũ lụt nghiêm trọng. Tính đến 3 giờ chiều ngày hôm qua, 204.400 người ở tỉnh Quảng Đông đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 346 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,73 tỷ đài tệ. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục trong nhiều ngày, tính đến ngày hôm qua, hơn 120.000 người ở tỉnh Giang Tây đã bị ảnh hưởng và 13 người thiệt mạng. Kể từ ngày Chủ nhật, một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc đã xuất hiện mưa lớn, lượng mưa ở nhiều khu vực đã phá kỷ lục lịch sử, có nơi còn xảy ra dông, gió giật mạnh và mưa đá. Tại một thị trấn nhỏ ở biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, vào thứ hai mưa lớn đã xảy ra và gây ra lũ quét, đường phố địa phương rơi vào tình trạng hỗn loạn, xe cộ bị tắc nghẽn, thậm chí bị cuốn trôi xuống sông. Mưa lũ cũng khiến ít nhất 18 người chết và 10 người mất tích. Theo báo cáo của truyền thông Trung Quốc, và thị trấn Hòa Đoàn ở biên giới với Ấn Độ đã trải qua mưa lớn vào thứ hai và gây ra lũ quét. Mưa lớn trút xuống khiến toàn bộ thị trấn rơi vào hỗn loạn. Tệ hơn nữa, một số phương tiện đã bị lũ cuốn trôi. Được biết, hai chiếc ô tô chở tổng cộng 26 người đã bị cuốn trôi, trong đó hầu hết đều là trẻ em và bà mẹ. Nghi là họ vừa từ một công viên nào đó trở về nhà. Tính đến sáng nay đã có ít nhất 18 người chết và 10 người mất tích. Các đơn vị liên quan vẫn đang tìm kiếm cứu nạn. Người dân cũng phải lo thu dọn nhà cửa. Một vụ lở đất bất ngờ xảy ra tại khu công nghiệp Liu Xi, quận Mới Quảng Ninh, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm nay. Hiện nguyên nhân vụ việc được nhận định sơ bộ là do hoạt động trái phép tại bãi chứa chất thải tạm thời. Theo tin mới nhất, 43 người đã được cứu và nhập viện, còn ít nhất 61 người bị mất liên lạc. Đoạn video về vụ tai nạn cũng được tiết lộ và hình ảnh rất sốc. Theo báo cáo toàn diện của truyền thông Trung Quốc, khoảng 1.000 người đã được sơ tán khỏi vụ tai nạn và gần 1.500 người đã được điều động cho công tác tìm kiếm cứu hộ. Theo Tân Hoa Xã cho biết, tính đến 16 giờ 30 phút đã có 17 người đã được cứu và 61 người vẫn mất liên lạc. Kinh Bảo đưa tin rằng 43 người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Nhân dân và Bệnh viện Trung tâm Quận Mới Quảng Ninh và 13 người trong số họ bị thương nặng. Hiện tại, các nhân viên tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang trong quá trình giải cứu. Đích thân các quan chức cấp cao của chính quyền thành phố Thâm Quyến chỉ huy và nhà lãnh đạo nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã đưa ra các chỉ thị liên quan. Tin tức tiêu đề trên Weibo chỉ ra rằng, người phụ trách bộ phận giám sát an toàn của quận Mới Quảng Ninh của thành phố Thâm Quyến cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do hoạt động bất hợp pháp của bãi chứa bùn và xỉ tồn dư trong khu công nghiệp.
Tin tức kinh tế hàng ngày đưa tin, một người đàn ông giao làm việc tại khu vực địa phương cho biết, địa điểm xảy ra vụ tai nạn ban đầu là một mỏ đá, nhưng sau khi bị bỏ hoang một cái hố lớn được hình thành, được coi là bãi chứa rác thải. Ông chỉ ra rằng đất đã lấp quá đầy tại đây tạo thành một ngọn núi nhỏ. Ngoài ra, thời điểm xảy ra vụ việc cũng có nhiều người quay video, có người ghi lại khoảnh khắc tòa nhà đổ sập, hình ảnh khá sốc. Khi vụ sạt lở xảy ra, có tin cây xăng bị nổ, một số người dân đã chụp ảnh nghi là nổ. Tuy nhiên, các tin tức liên quan vẫn chưa được chính thức xác nhận thêm. Vào trưa ngày hôm qua, một vụ tai nạn lở đất nghiêm trọng xảy ra tại quận Mới Quảng Minh, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Khu công nghiệp gần như bị đất đá vùi lấp. Tính đến 9 giờ sáng nay, con số thương vong và số người mất tích tăng mạnh lên 91 người, trong đó có 59 nam, 32 nữ. Theo các chuyên gia khẩn cấp thảm họa địa chất địa phương đã đến hiện trường để điều tra, họ chỉ ra rằng đó không phải là vụ trượt núi ban đầu mà là đống đất nhân tạo gây ra thảm họa. Một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng cũng đã xảy ra ở Thâm Quyến, Quảng Đông vào ngày hôm qua. Khu công nghiệp rộng 100.000 m2 đã bị chôn vùi và nhiều tòa nhà đổ sập. Hiện trường dường như đã hứng chịu một trận động đất lớn. Theo tin chính thức mới nhất từ chính quyền sở tại, số người mất tích đã tăng lên 112 người và có 2.000 người được sơ tán kịp thời. Một số lực lượng cứu hộ đang tham gia vào các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Đối với một vụ tai nạn sạt lở đất nghiêm trọng và đột ngột như vậy, ban đầu người ta cho rằng nguyên nhân là do sạt lở đất. Nhưng theo Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc, ban đầu người ta phát hiện ra rằng phần bị sập là một đống đất nhân tạo và ngọn núi ban đầu không trượt. Vụ tai nạn chỉ ra thảm họa nhân tạo. Được biết, khu vực động đất nhân tạo bị sập thuộc khu vực chứa bùn, xỉ, chủ yếu là đống xỉ và phế thải xây dựng. Do lượng tích tụ nhiều và độ dốc lớn nên dẫn đến sự mất ổn định và sụp đổ và cũng gây ra sự sụp đổ của nhiều tòa nhà. Một số người dân địa phương cho biết đất đá khiến khu công nghiệp bị sạt lở không phải là núi tự nhiên mà là đất đá được đào lên trong 2 năm qua tích tụ trên núi cao 100m. Bùn đất lao ra khỏi núi và tràn vào khu công nghiệp gần đó. Bành Vĩ Bình, cựu giám đốc Viện Khảo sát Kỹ thuật và Địa chất và Địa vật lý tỉnh Quảng Đông, chỉ ra rằng trên thông tin có sẵn, cạn bã và rác thải chất đống tạo thành một khối không ổn định. Đây phải là một phần của cơ thể địa chất không ổn định. Nhìn từ trên không, nó trông giống như một vụ vỡ đập, nơi mọi thứ được trộn lẫn với bùn, cát và đất. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc vẫn mô tả vụ việc này là một tai nạn tự nhiên, long trời lở đất, không ai chịu trách nhiệm hay bị trừng phạt về vụ việc này. Vụ lở đất khiến công viên rộng 10 ha gần như bị chôn vùi, nhiều nhà máy và tòa nhà đổ sập. Mưa lớn cũng đã đổ xuống huyện Jurian, tỉnh Chiết Giang vào ngày hôm kia. Một cây cầu địa phương bất ngờ bị sập, một người đi xe máy tình cờ vượt qua chỗ gãy và rơi thẳng xuống gầm cầu. Rất may tính mạng của anh ta không gặp nguy hiểm. Theo Wenju.com, một nhân viên cho biết diện tích cầu bị sập khoảng 30m2 có thể do ảnh hưởng của nước lớn trong cơn bão số 3 khiến nền móng bị bong ra. Người đi xe máy rơi xuống gầm cầu bị cát sỏi vùi lấp, được giải cứu và đưa đi bệnh viện. Ban đầu, bệnh viện chẩn đoán là gãy đứt sống thắt lưng, không nguy hiểm đến tính mạng. Thưa quý vị, vào khoảng 10 giờ 50 phút tối ngày thứ Hai tại thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, một vụ lở đất đã xảy ra vào khoảng 10 giờ 50 phút chiều ngày thứ Hai. Một ngôi làng nhỏ đã bị đất đá chôn vùi sau trận lở đất và vụ lở đất kéo dài đến tận bờ sông bên đường cao tốc. Các nhân viên có liên quan đã tìm kiếm và cứu được 5 người, nhưng 4 người trong số họ đã không may tử vong. Một người được đưa đến bệnh viện và may mắn là tính mạng của anh ta không bị nguy hiểm. Ngoài ra còn có 33 người dân làng đang mất tích. Công việc tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiếp tục. Tuy nhiên, để tránh bị thương, thứ cấp, nhân viên tìm kiếm và cứu hộ chỉ có thể đào bằng tay không. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, một vụ lở đất đã xảy ra tại làng Ly Đông, thị trấn Jiaxi, quận Liên Đô, thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào khoảng 10 giờ 50 phút tối ngày thứ Hai, khiến 27 ngôi nhà bị chôn vùi và 21 ngôi nhà bị ngập lụt. Hơn 300 người đã được đưa đi khỏi hiện trường và 58 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa cũng đã được tái định cư. Để tránh bị thương thứ cấp tại hiện trường, các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đã chuyển gỗ và xúc đất đá bằng tay không dưới mưa. Sau cuộc tìm kiếm và cứu hộ suốt đêm, 5 người đã được cứu sống nhưng 4 người trong số đó không may tử vong, trong đó có một bé trai 2 tuổi, chỉ còn một người đàn ông 63 tuổi sống sót. 33 dân làng và công nhân nhập cư khác đang mất tích, những người liên quan vẫn đang được tìm kiếm, trong khi nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Do sợ bị thương cấp độ 2, hầu hết họ chỉ có thể đào bằng tay không. Các nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm và cứu nạn suốt đêm. Vụ sạt lở kéo dài đến tận bên đường quốc lộ, cảnh tượng thật ly kỳ. Thưa quý vị, từ đầu tháng đến nay,
nhiều tỉnh phía Nam Trung Quốc mưa lớn liên tục, lũ lụt xảy ra nhiều nơi. Theo thống kê, đã có 91 người chết, 24 người mất tích, 5,612 triệu người thiệt mạng do ảnh hưởng của lũ lụt và 356.000 người đã được sơ tán khỏi quê hương và định cư ở nơi khác. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc chỉ ra rằng trận lũ này đã ảnh hưởng đến 49 thành phố và 77 quận thuộc 8 tỉnh gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Trùng Khánh và Quý Châu. Tổng cộng hơn 9.300 ngôi nhà bị sập, 56.000 ngôi nhà bị hư hại và mùa màng bị hư hại. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 13,35 tỷ nhân dân tệ, tương đương 60,68 tỷ đài tệ. Lực lượng cứu hỏa Trung Quốc tiến vào vùng thiên tai và giải cứu 4.342 người mắc kẹt trong vùng lũ. Tuy nhiên, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo, trong thời gian tới vẫn có mưa lớn tại nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc có thể tiếp tục gây lũ lụt, sạt lở đất và các thảm họa khác. Miền Trung vốn hứng chịu lũ lụt từ đầu tháng này, nay lại phải đối mặt với đợt lũ mới. Sau đợt lũ sông Dương Tử số 3, đợt lũ sông Dương Tử số 4 cũng có thể hình thành ở thượng nguồn với Tứ Xuyên. Trận lũ được dự đoán bằng 50 năm mới có một lần đỉnh lũ vào buổi chiều đã phá vỡ kỷ lục. Nhưng hiện đỉnh lũ vẫn chưa tới mà nhiều thị trấn đã bị nhấn chìm, thành phố không có nước và điện. Thưa quý vị, Tứ Xuyên bắt đầu có mưa lớn vào ngày 10 tháng này. Theo thống kê tích lũy đến trưa ngày hôm qua, nhiều tuyến đường trong tỉnh đã bị phong tỏa, trong đó có 5 tuyến đường cao tốc và 5 tuyến đường thu phí nhà ga và 12 quốc lộ tỉnh lộ và khoảng 100.000 người trong tỉnh bị ảnh hưởng, nặng nhất là Mai Sơn, nơi gần như toàn bộ thành phố bị ngập lụt và khoảng 21.000 người bị ảnh hưởng. Nhà cửa và đất canh tác ở các làng và các thị trấn dọc theo sông Mân Giang bị ngập lụt và thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, lượng mưa giảm mạnh cả ngày hôm qua tập trung ở phía Tây Quảng Nguyên, trung tâm Miên Dương, phía Tây Đức Dương và phía Tây Thành Đô. Trong đó, trạm ở thị trấn Tinh Cung, Si Phang, Đức Dương đạt 191,7mm. Mưa bão có thể tiếp tục vào hôm nay và Đài quan sát khí tượng tỉnh Tứ Xuyên tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam. Tính đến 2 ngày tới, khoảng 127.000 người ở tỉnh Tứ Xuyên đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trong đó 6 người chết và 5 người mất tích ở Nghệ An, 11 người chết và mất tích do lở đất, hơn 40.000 người phải di rời. Theo báo cáo của truyền thông Tứ Xuyên, kể từ ngày 10, Tứ Xuyên đã bắt đầu một đợt mưa lớn mới. Trong khoảng thời gian này, trạm khí tượng địa phương ở Tứ Xuyên lần đầu tiên trong lịch sử đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam trong 2 ngày liên tiếp. Mưa lớn đã bao phủ 12% diện tích tỉnh Tứ Xuyên, khiến 41 con sông trên địa bàn vượt mực nước cảnh báo, trong đó có 22 con sông đã vượt mực nước đảm bảo, hay còn gọi là mực nước thiết kế của kè, hoặc mực nước lũ cao nhất đã được phòng vệ trong lịch sử, cao gấp đôi trung bình các mùa lũ các năm trước. Các cơ quan chức năng dự báo đỉnh lũ sẽ xuất hiện vào chiều nay. Ước tính mực nước tại trạm Kim Đường ở Thành Đô, nằm ở thượng nguồn sông Đà Giang sẽ vượt mực nước đảm bảo 4,85m. Quận Tử Trung, thành phố Nội Giang ở trung lưu sông Đà Giang cũng sẽ đối mặt với đỉnh lũ lúc 4 giờ chiều, nhưng sông Đà Giang tại địa phương đã tràn bờ bao trước khi đạt đỉnh lũ. Hơn một nửa thị trấn Kyude Town bị ngập lụt, hơn 1.000 người chiếm một nửa dân số địa phương bị ảnh hưởng. Hiện tại, con đường dẫn đến thị trấn Hướng đã trở thành một hòn đảo bị cô lập, theo dự đoán rằng mực nước sẽ dâng cao trở lại. 3/4 toàn bộ thị trấn có thể bị xóa sổ.